Kính chào lại tất cả quý vị thân thương trong diễn đàn. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về đặc biệt nhất về vấn đề kinh tế của đất nước Nga. Sự suy yếu của kinh tế đất nước Nga với cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga đã kéo dài hơn 2 năm, bây giờ 2 năm 5 tháng và không lâu nữa nó sẽ đến 3 năm. Và cái cuộc chiến tranh này nó sẽ làm hao mòn cái kinh phí của đất nước Nga. Và Putin lo lắng như thế nào? Và Putin đang tìm cách nào để bù đắp cái số tiền mà nó đã mất trong cái cuộc chiến. Thì chắc quý vị cũng biết là bom đạn tốn kém kinh phí rất là nhiều. Một trái quả tiễn tầm xa nó đáng giá cả 10 triệu đô la. Rồi chưa nói binh sĩ phải trả lương mỗi tháng. Rồi những binh sĩ tử vong phải bồi thường cho gia đình. Nói chung về tiền bạc cho cái cuộc chiến tranh này tính hàng trăm tỷ Mỹ Kim trở lên, mà tính từng năm, huống chi cuộc chiến tranh này đã kéo dài hơn 2 năm. Và cái điều mà Nguyên muốn tâm tình với các quý vị á, thì ông Putin á, ổng đang làm cách nào để bù đắp lại cái quốc phòng, cái quốc khối của ổng trong ông bằng cách nào, và cái hành động ổng gần đây nó sẽ dẫn đến cái thảm họa gì, và Nguyên phân tích tỉ mỉ hơn. Nói đến đây thì chúng ta phải biết là đất nước Nga trong gần 20 năm vừa qua, họ là một cái quốc gia phát triển kinh tế khá là ổn định. Đặc biệt là may mắn cho đất nước Nga là họ có tài nguyên, đặc biệt là dầu hỏa, khí gas, và họ bán vũ khí. Đó là ba cái nguồn thu nhập chính của họ trong thời gian vừa qua. Và họ đã dành dụm, tiết kiệm được 600 tỷ Mỹ Kim. 600 tỷ Mỹ Kim là một con số lộ tiền khổng lồ. Một cái quốc gia mà có dư 600 tỷ Mỹ Kim trong quốc phòng thì đó không phải là một cái quốc gia nghèo nàn, là một cái quốc gia đã có một sự điều hành tốt. Nhưng cuộc chiến tranh đã bùng phát và sự quyết định của Putin ngày 24 tháng 2 năm 2022, Putin đã tấn công vào Ukraine. Ngay lập tức dẫn đến cái sự phẫn nộ của toàn cầu trên thế giới. Tại sao người ta phẫn nộ? Có nhiều người của chú anh chị em vẫn không hiểu tại sao mà người ta phẫn nộ. Tại sao Putin tấn công vào Ukraine người ta phẫn nộ? Tới ngày hôm nay có nhiều người không hiểu điều đó. Cái lý do người ta phẫn nộ đó là bởi vì đất nước Nga đang giữ một cái vai trò, đó là bảo vệ trật tự an ninh trên cả toàn cầu ở tại Liên Hợp Quốc. Đất nước Nga đang gánh vác một cái vai trò hòa bình. Nhưng cuối cùng ông Nga là người bị xâm lược. Và cái điều đó làm cho người ta phẫn nộ khi anh có trách nhiệm bảo vệ hòa bình. Nhưng ngược lại anh là người đi xâm lược một cái quốc gia khác. Và cái điều đó đã dẫn đến cái sự tức giận và những cái hành động của Nga trên lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là thành phố Bucha. Thì khi lúc mà cái hành động lực lượng quân đội của Nga đó nó quá tàn bạo, và tòa án quốc tế đã truy nã những quan chức, và cái điều đó người ta mới quyết định tập thể chung, đó là đóng băng tài sản của Nga. Thì thống kê sơ bộ tài sản của Nga về dòng ngoài, tức là đầu tư trong nhà băng nè, tài sản của chính phủ Nga nè, khoảng tầm 300 tỷ Mỹ Kim, quốc một chút. Vậy là Nga có 300 tỷ Mỹ Kim đã bị đóng băng mà không bao giờ trả lại. Trong Nguyên nói, cái số tiền hiện bây giờ người ta đóng băng của Nga 300 tỷ, nó không bao giờ trả lại cho Nga. Người ta chờ đợi sau khi cuộc chiến tranh, người ta lấy cái đó để bồi thường chiến tranh, vì người ta biết là Nga sẽ không bồi thường. Nên là cái điều đó thì Nga đã mất 300 tỷ. Thì Nga còn 300 tỷ trong cái quốc khối của mình. Hai năm mấy vừa qua thì 300 tỷ của Nga nó đã cạn kiệt. Nga đã sử dụng hết 300 tỷ. 300 tỷ này thì Nga đã dùng để chế tạo vũ khí, Nga dùng để nghiên cứu vũ khí, Nga dùng để mua chuột tình báo, Nga dùng để củng cố lực lượng quân đội, Nga dùng để trả lương binh sĩ, nói vân vân, là 300 tỷ mà trong cái kho của Nga hai năm mấy vừa qua thì Nga dùng hết. Nga không còn đồng xu cắt bạc nào cả. Thì bây giờ cuộc chiến tranh nó còn tiếp diễn, thì cái số tiền 300 tỷ mà Nga đã dành dụm để trong cái quốc khối của Nga nó hoàn toàn nó bị sử dụng hết, đặc biệt là cho vấn đề cung cấp chiến tranh. Bây giờ thì Putin không còn tiền nữa. Thì ngày hôm nay Putin đã có một cái ý định mới. Putin đã có ý định mới, đó là Putin ký nhiều sắc lệnh để tăng thuế má cho những tập đoàn công ty sản xuất, có nghĩa là đánh thuế cho những nhà giàu.
đánh thuế má cho những hãng xưởng, đánh thuế má cho những cái ông chủ nhỏ chủ lớn. Đó là cái điều mà Putin để lắp, kiếm tiền để lắp vào trong cái quốc khối của mình. Cái hành động này nó sẽ như thế nào cô chú anh chị? Cái sự hành động mà Putin ông ta đang làm để tìm được cái nguồn tiền để đắp vào trong cái quốc khối chống khổng của mình bằng cách lấy thế của những ông chủ, nói chung là những ông chủ chủ lớn chủ nhỏ, tiệm nhà hàng, tiệm quán bar, tiệm này tiệm kia, những tập đoàn lớn, những công ty lớn, ông ta tăng thuế lên. Thì cái điều này ông ta sẽ tìm lại được một cái số tiền đó. Putin chắc chắn khi tăng thuế lên thì năm tới, thì năm 2025 thì cái kho của Putin nó sẽ có một sự thu nhập lớn từ cái thuế nó tăng lên. Nhưng mà nó có một cái hậu quả cực kỳ là lớn. Khi chúng ta tìm nguồn tiền bằng cách tăng thuế cho những người chủ thì nó sẽ hậu quả rất là lớn. Đó là một cái lạm phát điên cuồng và nó dẫn đến người dân phải nghe phải sống trong sự khó khăn. Chắc là các quý vị hỏi Nguyên Sâu Kỳ á, đánh thuế mấy ông chủ mà có liên quan gì với người dân đâu. Đúng không? Đánh thuế mấy ông chủ mà thì làm gì có liên quan với người dân, mà sao người dân khó? Vì các quý vị phải hiểu rằng là những cái ông chủ đó là những người họ sản xuất ra những sản phẩm, họ bị đóng thuế cao thì cái giá mà họ bán cái sản phẩm ra nó phải cao. Và cái người tiêu thụ là người dân của chúng ta, là những người đi mua hàng quá. Đơn giản thôi, ngày xưa Nguyên đóng thuế 100 đồng, bây giờ Nguyên phải đóng thuế gấp đôi là 200. Ngày xưa Nguyên bán 1 kg cà rốt chỉ có 10 đồng, bây giờ bắt buộc Nguyên phải bán 20 để Nguyên lấy tiền đó Nguyên trả tiền thuế. Nói đơn giản là ông ta nhắm vào những doanh nghiệp, những ông chủ, những người làm thương mại, thì tất nhiên cái sản phẩm ở thị trường của đất nước Nga nó sẽ tăng giá. Và người dân của Nga phải hứng chịu cái lệnh, cái sự tăng giá trừng phạt này của ông ta. Và người dân phải sống cực kỳ là khó khăn của Nga trong những ngày kế tiếp. Các quý vị cũng biết là con người á, nó có một cái điều như thế này. Lúc mà tốt đẹp đó, thì không ai phiền nàn gì hết. Không ai phiền nàn. Nhưng mà khi bắt đầu người ta đói rồi, đặc biệt là người ta đã sống sung sướng qua rồi, bây giờ quay trở lại cái thời đói, người ta chịu không nổi. Và lúc đó nó rất là nguy hiểm cho Putin. Hiện bây giờ trong thời gian vừa qua, 2 năm mấy vừa qua, thì cái nền kinh tế của Nga nó cũng vẫn ok. Tuy rằng có rất là nhiều những lệnh trừng phạt, nhưng Nga vẫn tìm được những biện pháp để mà giải cứu. Bởi vì trong kho của Nga có 300 tỷ. Nên là Nga vẫn dùng tiền đó để mà lấp đi những cái khoảng trống mà Nga cũng không cần thiết phải tăng thuế má. Nhưng bây giờ số tiền đã hết, Nga bắt buộc phải tăng thuế. Và cái hành động tăng thuế của Nga nó sẽ dẫn đến trong tương lai đất nước Nga, người dân Nga sẽ phẫn nộ với cái chánh quyền của Putin. Vì đã thấy rõ được là cái lãnh đạo của Putin nó không đem lại cái phúc lợi cho dân dân. Nó đem không đem được cái quyền lợi cho người dân. Và người dân thứ nhất không đi du lịch được. Thứ hai cũng không có tiền đi du lịch. Thứ ba bây giờ đi làm cũng không đủ ăn. Thì người ta mới tức tại sao trước khi cuộc chiến tranh chúng tôi rất sống hạnh phúc. Chúng tôi sống rất là yên bình. Chúng tôi có nhiều tự do. Và ông đánh chiến tranh rồi cái hậu quả nó như thế. Và bây giờ thì đối với Nguyên đó, đây là một cái sự hậu quả đầu tiên của Putin. Để thấy rõ được là Putin đã bế tắc con đường, bế tắc Putin mới đánh đánh thuế cao cho những doanh nghiệp. Nhưng mà có điều nguy hiểm cho ông ta nữa. Vì khi ông ta đánh thuế cao doanh nghiệp có nghĩa là ông ta xúc phạm những nhà tài việt, là những người có tiền đầu tư trong chính trị. Và những người có tiền, những ông tỷ phú, bà tỷ phú đó không hài lòng khi chính phủ đánh thuế mình quá nhiều. Một thì họ tìm biện pháp chạy ra khỏi đất nước. Hai là họ sẽ cấu kết chính trị để lật đổ Putin. Vì cái sự hiện diện của Putin đánh chiến tranh đã làm cho họ hao hụt rất là nhiều. Thứ nhất là nhiều nhà tỷ phú bị đóng băng tài sản trên thế giới. Thứ hai, họ không có bang giao được với châu Âu và châu Mỹ và nhiều châu lục khác. Và cái điều đó nó đã dẫn đến cái bế tắc kinh tế của họ. Và bây giờ tại trong đất nước họ còn bị đóng thuế nữa. Thì cái này có phải chăng là cái hành động của Putin đổ dầu vào lửa? Thì những nhà tỷ phú này họ sẽ cấu kết chính trị, cấu kết với quân đội để tìm đủ cái biện pháp để lật đổ Putin. Các quý vị biết là người dân thường chúng ta không có đủ khả năng lật đổ ai cả. À, người dân thường của chúng ta nó không có đủ khả năng lật đổ không?
Chỉ có những cái nhà tỷ phú, những cái người có quyền lực họ mới có tiền, vì có tiền mới có tất cả, có tiền thì mới chi phối người khác, có tiền thì mới bảo vệ được những cái quyền lợi cho người ta và để cho người ta đi theo về mình. Nên là cái hành động của vua Tiên Nguyên nghĩ không lâu nữa nó sẽ dẫn đến cái sự bế tắc, và trong đất nước Nga nó sẽ xảy ra những cái sự lục đục lộn xộn nội bộ trong đất nước, và cuối cùng Nguyên bảo đảm với các thứ vậy, Putin sẽ chết cả. Và đây thấy rõ được cái cuộc tấn công của Nga và trên lãnh thổ Ukraine nó chẳng có tốt đẹp gì cả, nó đem chẳng được cái gì cả. Bây giờ thì Putin phải đi đánh thuế của người dân, đánh thuế của ông doanh nghiệp, thì chúng ta sẽ chờ xem coi Putin sẽ như thế nào. Theo cái suy luận cá nhân của Nguyên, cuộc chiến tranh này kéo dài 5 năm, 5 năm thì đất nước Nga sẽ bị Trung Quốc nuốt trọn về kinh tế. 5 năm Trung Quốc sẽ nuốt trọn kinh tế của đất nước Nga, và lúc đó thì cái vị thế của Nga ở trên mặt của thế giới nó sẽ không còn, nó không còn có giá trị nữa. Vì lúc đó là Nga không còn có cái tiếng nói nữa. Chỉ cần 5 năm, tất nhiên là không ai mong muốn là cuộc chiến tranh nó kéo dài. Đặc biệt là trong diễn đàn thì mỗi lần Nguyên đọc comment của mấy cô đó thì mấy cô lúc nào cũng cầu nguyện đó, đó theo cái đạo giáo của mình, lúc nào cũng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, Ukraine hòa bình. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là với cái cá tánh và con người của Putin thì ông ta vô cùng cố chấp, và ông ta sẽ không dễ dàng để có một cái hòa bình. Nếu các quý vị nào mà hiểu được cái tánh từ của Putin thì các quý vị sẽ biết là Putin từ đó tới giờ lúc nào cũng vậy, ông ta là đã làm thì làm cho nó tới. Và cuộc chiến tranh này nếu ông ta không đạt được mục tiêu thì cuộc chiến tranh này càng kéo dài. Và hiện bây giờ thì với cái sự viện trợ của phương Tây, đặc biệt là Liên minh NATO, với cái củng cố, cái bảo vệ, thì NATO đã quyết định bảo vệ Ukraine, thì không thể nào Ukraine bại trận được. Nên cái còn cái cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến tranh này đó là lật đổ Putin từ trong đất nước, lật đổ Putin từ trong đất nước. Chứ đánh cuộc chiến tranh này thì NATO cũng không muốn đưa đẩy Nga đến một cái giai đoạn mà kêu là đuổi chó đến đường cùng rồi nó quay lại cắn mình. Có nghĩa là ép Nga quá, Nga sẽ sử dụng những loại vũ khí hạt nhân. Mà nếu không để cho Ukraine bại thì cái cuộc chiến tranh này nó kéo dài bao nhiêu năm, bên nào cũng không thắng hết, nó nằm y như vậy thì nó kéo dài bao nhiêu năm. Và cái điều duy nhất có thể làm đó là làm cho cái nền kinh tế của Nga nó phải sụp đổ, cũng giống như thời Liên Xô cũ. Các quý vị nào còn nhớ trong lịch sử Mỹ đâu có thắng Liên Xô cũ đâu, châu Âu đâu có thắng Liên Xô cũ bằng khí tài quân sự, thắng về vấn đề kinh tế. Liên Xô cũ sụp đổ không phải bởi vì đánh thua chiến tranh, vì thời đó là chiến tranh lạnh đâu có bắn, nó là bởi vì thua vấn đề kinh tế. Vì kinh tế kéo dài, dân quá đói quá khổ, không ai ủng hộ các quý vị nữa. Người ta ủng hộ các quý vị khi người ta thấy các quý vị lãnh đạo tốt, đất nước giàu sang, đất nước phát triển. Bây giờ Putin không đưa đất nước Nga lên mà đang tuột dốc xuống với thời gian. Đầu tiên thì tuột dốc một chút xíu thì không sao. Thí dụ ngày xưa tôi có 10 đồng, bây giờ tôi có 8 đồng thì cũng không sao. Nhưng mà vài năm sau tôi còn chỉ có 6 đồng, 6 đồng tôi còn có 4 đồng, tôi sống không được thì đó mới là vấn đề. Thì bây giờ thì đất nước Nga đang suy yếu dần với cái tốc độ, đặc biệt từ từ năm nay cái tốc độ nó sẽ tăng vọt, nó sẽ tăng vọt. Vì Nga không còn tiền dự trữ và Nga cũng không thể nào mượn tiền nhà băng của thế giới. Và Nga phải lấy cái nền kinh tế của mình và với những cái quốc gia giống như là Trung Quốc để yểm trợ mình. Và cái điều đó thì nó sẽ dẫn đến nền kinh tế của Nga bị thao túng, và đặc biệt là Nga sẽ bị trói buộc với Trung Quốc và không bao giờ còn có tiếng nói. Đó là bản tin liên quan đến kinh tế của Nga mà Nguyên mạn phép phân tích, giải thích sâu sắc một chút xíu. Thì Nguyên thấy cái bản tin này nó cực kỳ là hay, và nó thấy được là cái dấu hiệu kinh tế của Nga đang tụt dốc, và Nga đánh thuế. Cái biện pháp mà Putin đang làm đó là cái biện pháp của Nguyên nói khá là ngu xuẩn, nó không giải quyết được vấn đề. Nó có thể tìm được số tiền trong vòng 1-2 năm để lắp vào trong quốc khối số tiền lớn, nhưng sau đó thì cái khủng hoảng nó gấp 10 lần, và cái khổ của người dân gấp 10 lần, và sự phẫn nộ của nhân dân và lạm phát nó sẽ tăng cao rất là nhiều ở tại đất nước Nga trong những năm và những tháng kế tiếp. Huống chi những nhà đầu tư tài Việt có thể rời khỏi đất nước Nga, vì họ ở đất nước Nga họ thấy không ổn nữa rồi, thuế má quá cao, làm ở trong đất Nga không có lợi gì hết, thì họ tìm những biện pháp ra nước ngoài, họ xin tị nạn nước ngoài họ.
Và bây giờ thì Trung nghe cập nhật những bản tin liên quan đến những chủ đề khác cũng như liên quan đến nha. Ngày hôm qua thì Nguyên có cập nhật cho các quý vị một bản tin là theo tình báo của Mỹ qua đài CNN và tình báo của nhiều quốc gia khác đã đưa ra một bản tin mật là Nga đã đưa ra cái kế hoạch ám sát CEO giám đốc tập đoàn công ty Rheinmetall của Đức, và không phải riêng biệt về ổng và nhiều người khác liên quan đến vấn đề chế tạo vũ khí. Đặc biệt là Nga muốn ám sát những người này và cáo buộc là những người này đã yểm trợ vũ lực cho Ukraine. Thì ngày hôm qua thì báo chí nó nêu lên cái vấn đề này và nó lên án khá là dữ, các quý vị, nó lên án khá là dữ về cái đề tài này. Thì bữa nay thì Điện Kremlin đã lên tiếng cho chúng ta biết rằng là không, không có điều đó. Mấy cái đó là toàn những kẻ bịa đặt, những kẻ du không. Chúng tôi không có điều đó. Chúng tôi đâu có đưa ra cái kế hoạch ám sát hay đâu, đi bôi nhọ danh dự chúng tôi, vu khống chúng tôi có ám sát hay đâu đó. Khi lúc đó tình báo CIA của Mỹ và nhiều tình báo khác họ đã tìm ra được những hồ sơ mật, họ đã tìm ra được những bằng chứng cụ thể, những cái kế hoạch đã đưa ra từ trong chánh quyền của Nga, đã đưa ra cái kế hoạch ám sát cụ thể như thế này, cụ thể như thế kia, nhưng mà Nga vẫn cho rằng là những cái giấy tờ đó, những cái thông tin đó, những cái cú điện thoại đó đều là những sự cắt ghép và bịa đặt để bôi nhọ danh dự của Nga, chứ Nga không có đưa ra kế hoạch ám sát nào hết. Ngoài ra có một người cũng lên án phủ nhận, đó là Kim Jong Un. Cách đây vài ngày thì cái buổi họp hiệp định đã tại NATO đó, thì chắc quý vị cũng biết cái buổi họp hiệp định đã NATO đó, thì ông John Stoltenberg đã chỉ trích rằng Bắc Triều Tiên là kẻ bán vũ khí cho Nga, và chúng ta phải có những cái hành động nào đó để ngăn chặn sự việc này và bắt Triều Tiên phải trả giá với cái hành vi của mình. Và người ta đã nêu lên rất là rõ là Bắc Triều Tiên đã bán, đã phải nói là hàng chục viên đạn, hàng chục triệu viên đạn cho Nga, trong đó có gồm cả những loại quả tiễn của Bắc Triều Tiên, mà những mảnh vỡ đó nó còn nằm ở tại Việt Nam. Nhiều loại quả tiễn khoảng tầm mười mấy trái, 20 trái gì đó, quả tiễn của Bắc Triều Tiên đã bắn trên lãnh thổ của Việt Nam. Thì ông John Stoltenberg đã phát biểu và kêu gọi cả toàn cầu trên thế giới, đặc biệt là trong liên minh, phải có những hành động. Thì Kim Jong Un lên tiếng ngày hôm nay: "Ê ê ê ê, NATO nói cái gì vậy? Không có, chúng tôi không bán gì hết chứ." "Cái gì? Bán 10 triệu gì? Không có. Bán 200-300 triệu thì có chứ, 10 triệu đó không bán." Bắc Triều Tiên chối lẻo lẻo là không có. "Chúng tôi không có bán vũ khí gì cho Nga cả. À, chúng tôi không có cho Nga bất cứ một vũ khí nào hết." À, Bắc Triều Tiên không có chấp nhận điều đó, không có bán. Thì người ta sẽ hỏi: "Ủa vậy thì quả tiễn ở đâu mà Nga có bắn ở trên lãnh thổ của Ukraine?" "Không, tôi không biết. Chuyện đó tôi không biết, nhưng mà tôi không có bán gì cho Nga hết." Thì cũng vui các bạn. Khi lúc đó nhiều khi các bạn biết không, cái bằng chứng đó, nó quá rõ. Tất cả những bằng chứng nó quá rõ, đặc biệt là thông tin của Nam Hàn, họ còn cung cấp chúng ta biết 100.000 container của Bắc Hàn đã gửi cho Nga. Nam Hàn họ còn cung cấp con số chính xác như vậy. Nhưng mà Bắc Hàn thì đã hoàn toàn bác bỏ hoàn toàn hết và cho rằng là cái điều đó là hoàn toàn không có, hoàn toàn không có. Đây là bản tin liên quan đến Bắc Hàn và Nga đều phản bác rằng là họ không có điều đó. Họ không có điều đó. Họ không có viện trợ cho Nga và Nga cũng không có ám sát ai cả. Đều là những bản tin bịa đặt đến từ thế lực nước ngoài. Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh xem một bản tin liên quan đến Viện Nghiên cứu Chiến tranh. Một bản tin cũng khá là hấp dẫn đây. Một bản tin mà nó có một sự việc mà chúng ta đang chờ đợi, đó là cuộc phản công của Ukraine. Thì chắc quý vị cũng biết là bây giờ đó, đạn dược của Ukraine cũng đã có đủ, máy bay thì cũng đã có rồi, đúng không? Hệ thống phòng không sẽ được viện trợ thêm 5 cái nữa. Một số vũ khí của đến từ những quốc gia châu Âu cũng đã viện trợ. Thì những cái phương tiện để phản công nó đã có hết. Vậy thì chừng nào phản công? À, đúng không? Ông ta viện trợ cho anh thì tất nhiên. Thì ngày hôm nay phía bên Viện Nghiên cứu Chiến tranh, đó là cái tổ chức mà Nguyên cũng thường xuyên chia sẻ, đó nó viết tắt là ESW. Thì đây là một cái viện nghiên cứu chiến tranh, thì họ phân tích rằng là Ukraine sẽ phản công trong những ngày kế tiếp này.
Và họ cho rằng là chứng cái sự phản công của Ukraine cũng không phải là trong những quy mô lớn, nó sẽ nằm trong những quy mô nhỏ mà thôi. Vì Ukraine sẽ nhắm vào những cái trọng tâm, đánh sâu vào những cái nơi mà kêu là cái nơi thiết bị quân sự của Nga, để làm hao mòn thiết bị quân sự của Nga trước, để cắt đi cái sự tiếp tế lực lượng quân đội của Nga trước trước khi Ukraine tổng phản công. Và cái cuộc tổng phản công của Ukraine nó sẽ vào đầu năm 2025. Có nghĩa là bây giờ, từ bây giờ Ukraine sẽ đánh những cái kho vũ khí, những cái nơi trọng tâm, làm cho Nga phải hao hụt vấn đề vũ trang, để cho cái sự tiếp tế lương thực và vũ khí của Nga cái bị bế tắc trong vòng vài tháng. Sau đó bắt đầu cuối năm 2024, đầu năm 2025 thì Ukraine sẽ tổng phản công với cái quy mô lớn, là đánh sáp lá cà và đuổi gia đình về ra khỏi lãnh thổ. Thì đây là cái viện nghiên cứu chiến tranh họ phân tích theo cái nhìn của họ về trong cái bối cảnh. Thì cái cách phân tích của họ đó phần lớn thì cũng có đúng đó, nhưng cũng có sai các bạn nhé, đừng có tin hết 100%. Những cái tổ chức lớn như vậy, tất nhiên là những cái tổ chức đó nó có những cái quy mô người tham gia rất là lớn, và đặc biệt trong đó nó có nhiều vị tướng lãnh cũ, những bộ trưởng bộ quốc phòng vân vân, nhưng mà không phải cái gì người ta nói cũng đúng. Đối với Nguyên trong cái bối cảnh này đó thì Ukraine có thể tấn công vào miền Nam, lấy lại miền Nam trước năm 2025, và có thể tấn công trong vòng vài tháng nữa hay là vài tuần nữa. Đối với Nguyên đó, càng sớm càng tốt, nếu để quá lâu thì Nga sẽ củng cố lực lượng phòng thủ ở miền Nam, nên đối với Nguyên là phải đánh càng sớm càng tốt, lấy lại miền Nam trước. À, tính sao? Tại sao phải lấy miền Nam? Vì khi lấy miền Nam rồi thì Ukraine có thể quản lý lại tất cả ven biển của mình ở Biển Đen, và Ukraine có thể tạo ra một cái phòng thủ kiên cố và có thể tấn công lại từ miền Nam đi đến miền Bắc, đánh từ Bắc xuống Nam, áp đảo lực lượng của Nga. Làm như vậy thì Ukraine có cơ hội thành công và thắng nhiều hơn. Nếu đợi quá lâu thì chúng ta biết đất nước Nga là quốc gia độc tài, Nga có thể chiêu mộ binh sĩ vô giới hạn, và cứ để quá lâu thì Nga cứ củng cố lực lượng, củng cố lực lượng và củng cố lực lượng, củng cố đến mức độ mà Ukraine không có đủ khả năng đánh Nga lùi khỏi lãnh thổ nữa. Vì bây giờ cái biên giới nó còn lỏng lẻo, Nga chưa có thời gian xây dựng cái biên giới kiên cố. Chắc các vị biết là khi xây dựng cái biên giới kiên cố rồi thì khó qua được lắm, và có qua được đi nữa cũng phải hy sinh một cái con số khổng lồ binh sĩ và thiết bị quân sự. Điển hình cho các quý vị, thống kê cho biết tháng 6 vừa qua Nga mất mát bao nhiêu binh sĩ. Theo thống kê cụ thể cho biết thì Nga đã mất mát 70.000 binh sĩ. Chắc các quý vị phải hình dung 70.000 binh sĩ mất mát đây, người ta tính là chết và bị thương. Khi nói bị thương có nghĩa là thương vong, không thể quay lại trực chiến, có là mất tay, mất chân, mất gì đó. Thì để cho các vị biết là muốn khi cái biên giới mà nó xây kiên cố mà các quý vị muốn vượt qua cái đó hy sinh. Tại sao Nga mất là khu vực Kharkiv, Nga thất bại ở khu vực Kharkiv. Nga đã ùa binh gần cả 50.000 ở tại Kharkiv, và cuối cùng thì Nga phải tấn công ở Kharkiv, thì cái hậu quả của Kharkiv của Nga đó là thất bại ê chề và nặng nề, và cuối cùng Nga đã tổn thất binh sĩ khổng lồ, và cuối cùng Nga cũng phải lùi trở về biên giới của mình. Nga cũng phải lùi trở về biên giới của mình. Vì để cho các vị biết là khi cái biên giới nó xây, cái biên giới nó xây kiên cố mà các vị muốn vượt qua nó khó lắm. Nên là bây giờ đối với Nguyên, Nga chưa có xây ổn định thì đây là cái cơ hội. Bây giờ không đánh thì mai mốt Nga nó xây cái biên giới kiên cố, nó xây phòng thủ, nó gài mìn, nó đào hầm, nó đào hố, rồi nó trang bị đủ thứ mìn mặt đó, thì làm sao làm đánh được, làm sao đánh đẩy đẩy lùi ra khỏi. Thứ hai nữa là cái lòng dân họ bất mãn, họ lâu quá, họ chờ đợi giải phóng lâu quá, họ không còn niềm tin. Cái điều đó là sợ nhất, đó là cái điều mà hiện bây giờ mà nếu chờ đợi quá lâu để cuộc phản công đó, thì đồng minh đây nè, đồng minh của Ukraine, yểm trợ Ukraine họ cũng thấy chán. Các quý vị không thấy tin nó nóng, các quý vị cũng nghe cũng chán, không có gì đặc biệt, các quý vị cũng chán, ai cũng vậy thôi, nói chung chung ai cũng vậy. Nếu mà cái người mà viện trợ vũ khí, người ta cho tiền bạc, người ta thấy anh không có đánh gì hết trơn, người ta cũng chán. Nên là cái điều mà Ukraine đối với Nguyên là trong cái tháng này phải tạo ra cái thành tích
không tạo ra cái thành tích thì đối với Nguyên đó là cái điều mà Ethan phải sai lầm, phải tìm ra cái chiến thắng. Khi lúc đó thì F máy bay đã đến, nhưng ngày hôm nay thì vẫn chưa thấy F máy bay bước vào cuộc chiến. Cái điều đó điều lạ, thì Nguyên đang thắc mắc là sao không thấy. Đúng ra này thì bây giờ là cũng phải có một cái cuộc cái sự xuất hiện của F-81 rồi chứ. Đúng ra bây giờ là phải có máy bay rồi oanh tạc rồi tấn công rồi phải dữ dội rồi chứ. Nhưng mà bây giờ Nguyên cũng không có thấy là F-61 đâu cả. Tuy rằng là phía bên NATO đã khẳng định là đã gửi rồi đó, đã gửi rồi. Đó là phi công của Khanh phải đã lái được rồi, đã lái được rồi. Nhưng mà Nguyên cũng không biết nguyên nhân và lý do nào. Thì hiện bây giờ thì vẫn chưa thấy F-61 bước vào cuộc chiến, và cũng chưa thấy bóng dáng hình bóng F-61 đâu cả. Thì không biết là Ukraine đang chờ đợi cái gì, hay là chờ đợi cái thời cơ nào phù hợp để mà có thể là đưa một đoàn tấn công. Khi lúc đó thì Ukraine đang án binh bất động, thì Nga ngày hôm nay đã thăm dò Ukraine khá nhiều. Ngày hôm nay thì Nga đã dùng hỏa tiễn oanh tạc tấn công ở khu vực miền Nam Kherson. Mục tiêu chính của Nga là thăm dò lực lượng của Ukraine, bởi vì tin đồn gần đây là Ukraine sẽ tấn công miền Nam. Nên là Nga đầu tiên là ngày hôm nay là Nga tấn công rất là nhiều vào miền Nam Kherson. Hiếm hoi lắm, lâu lâu Nga mới tấn công một lần, vì cái lực lượng chính của Nga đang dồn dập ở sườn miền Đông, Đông Bắc. Và hiếm hoi Nga tấn công miền Nam, nhưng bữa nay thì Nga đã thăm dò, Nga đã tấn công rất là nhiều máy bay không người lái, hỏa tiễn, bơm lượng đủ thứ loại cả. Nga để thăm dò lực lượng của Ukraine đang đóng đô ở đâu, và lực lượng Ukraine đang chuẩn bị đưa ra cái kế hoạch gì. Và cái kế hoạch lấy ở miền Nam nó là cái kế hoạch đã có từ lâu, nó tồn tại từ lâu nhưng mà chưa có thực thi được. Đó là bản tin liên quan đến tình hình một cuộc chiến một chút xíu mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Ngày hôm nay cũng liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine và Nga, thì chúng ta phải nói về cái khu vực miền Bắc, đó là khu vực biển Baltic. Các vị cũng biết là cái biển Baltic đó, là cái biển mà nó gần châu Âu của Nguyên nè, gần một quốc gia mà Nguyên ở Đan Mạch nè, Na Uy nè, Phần Lan nè, rồi Thụy Điển nè, rồi Litva nè, Estonia nè, đó những cái quốc gia mà nằm ở cái eo biển miền Bắc đó. Thì gần đây nhất thì các vị cũng biết là hải quân của Nga ở Biển Đen đó, nó đã bị teng tua, và Nga không cách nào mà có thể nói là dám điều động hải quân của mình ở Biển Đen nữa, và Nga điều động ở biển Baltic. Biển Baltic Nga điều động ở biển Baltic là để thứ nhất là để đe dọa những cái quốc gia lân cận giống như là Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan. Đó là một mặt. Thứ hai đó thì là Nga làm như vậy đó là để cho Nga đó có thể thoát ra khỏi cái vấn đề kiểm duyệt và kiểm soát. Nga có thể điều động đi những cái hướng khác, ví dụ đi được trước đi tập trận ở tại Cuba, tập trận ở tại Cuba đe dọa Hoa Kỳ. Thì cái điều đó là Nga đang tìm một cái con đường đi mới. Thì hiện bây giờ NATO đã đưa ra một cái quyết định, có nghĩa là trói buộc ở trong một cái khu vực mà để họ kiểm soát, và họ đang tìm biện pháp ngăn chặn lực lượng của Nga trên biển Baltic bằng cách là củng cố cái sườn phòng thủ ở khu vực chặt chẽ hơn. Thì chắc là biết là Nga muốn đi ra khỏi là Nga phải đi ngang qua những quốc gia mà Nguyên mới vừa nêu lên. Thì hiện bây giờ lực lượng hải quân của Mỹ, lực lượng hải quân của Anh Quốc, lực lượng hải quân của những quốc gia lớn bắt đầu là củng cố cái sườn phòng thủ ở đó, NATO ở đó, có nghĩa là gửi hàng không mẫu hạm, khu trục hạm, tàu ngầm hạt nhân, vân vân và vân, để làm cho Nga phải e ngại. Và nếu có thể, nên tại sao tôi nói bây giờ đó là họ đang ngăn chặn tất cả những cái bước của Nga có thể đe dọa đến bất cứ quốc gia nào. Nên hiện bây giờ là họ ngăn chặn Nga ở tại biển Baltic luôn. Nga cho rằng là những cái hành động đó là những hành động khiêu khích, và nó sẽ dẫn đến cái cuộc xung đột leo thang của hai quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ và Nga. Nên ngày hôm nay có một cuộc nói chuyện điện thoại khá là đặc biệt, đó là giữa hai ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ và Bộ trưởng Quốc phòng của Nga đã có cuộc nói chuyện nhiều giờ cho tôi anh chị, nhiều giờ. Vì cái đề tài rằng là tình trạng giữa hai quốc gia đang càng ngày càng leo thang, và nếu không biết cách giải quyết một cách ổn thỏa thì nó sẽ dẫn đến cuộc xung đột. Nên hai ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc nói chuyện để hạ nhiệt xuống
theo báo chí chia sẻ là để hạ nhiệt xuống. Vì sau cái buổi họp hiệp định NATO và cái hành động của NATO, thứ nhất là điều động hỏa tiễn tầm xa đến Đức, thứ hai là củng cố cái sườn phòng thủ ở tại biển Baltic, thứ ba là yểm trợ Ukraine hết mình. Những cái hành vi đó nó đã dẫn đến tình trạng mà Nga đang phải đưa ra những cái biện pháp đáp trả tương tự, Nga cho là phải đáp trả tương tự phù hợp với những cái gì mà NATO đang ứng xử và tình trạng xấu đi. Nên là hai ông bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc nói chuyện khá lâu và để tìm ra những biện pháp hạ nhiệt xuống, nhưng mà cái điều đó nó không có tác dụng gì cả, vì nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga nó không có giá trị. Cái người cần nên nói đó là Putin, thực tế đó là Putin, và chỉ có Putin mới có quyền thôi. Còn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bây giờ đó chỉ là bù nhìn. Ngày xưa ông Shoigu ông có quyền lực, ngày xưa ông Shoigu ông có quyền lực, bởi vì cái quyền lực của ông Shoigu quá lớn nên là Putin mới cách chức. Putin bổ nhiệm ông này lên chỉ là bù nhìn thôi. Bây giờ phải nói chuyện với Putin được á, thì quả mai. Phải nói chuyện với Putin được thì quả mai. Còn nói chuyện với Putin không được thì không có cái gì để mà nói. Chú và anh chị em. Nó đối với Nguyên mà nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng á, nó không có tác động gì cả. Nó không có tác dụng gì cả. Thực tế luôn. Bây giờ nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Nguyên nó không có tác dụng gì hết. Nói chuyện là phải nói trực tiếp với Putin quả mai. Thì cái vấn đề nói chuyện với Putin đó thì phải để cho bác Joe nhà ta nói. Cách đây vài ngày thì bác Joe bác nói tôi chưa có sẵn sàng. Ngày hôm nay thì bác Joe bác nói tôi sẵn sàng rồi. 2 ngày trước thì bác Joe kêu là không sẵn sàng. Nhưng bây giờ bác Joe bác chưa sẵn sàng. Thì Putin lại chảnh khó. Theo báo chí của Điện Kremlin ngày hôm nay, Putin đã chẳng rằng là tôi chưa có muốn nói chuyện với ông Joe bây giờ. Lý do tôi không nói chuyện với ông bây giờ vì những cái hành động vừa qua của ông nó đã vượt qua cái làn ranh đỏ của tôi, và tôi cần thời gian suy nghĩ để có cần nên nói chuyện với ông hay không. Ồ, Putin giờ chảnh chó. Nên là nếu mà không có cái cuộc nói chuyện của Tổng thống Hoa Kỳ, không có nói chuyện với Putin trực tiếp thì thôi. Nhưng mà nó thật, nói với bác Joe làm cái gì bây giờ, đầu óc của bác Joe bây giờ bác lẫn lộn giữa Zelensky và Putin, ổng còn lộn rồi, bây giờ nói chuyện với ổng cũng vậy thôi nhé. Đối với Nguyên rồi thôi bỏ, đừng nói chuyện với bác Joe nữa, chứ nói chuyện với bác Joe nó cũng vậy à. Bác Joe bây giờ đầu óc của bác Joe có nhớ gì đâu. Nên là nhiều khi nó thực tế các bạn bây giờ cũng khổ lắm. Bây giờ tìm ra một cái người mà nó đủ đủ cái điều mà làm cho cho Putin phải khiếp sợ đó. Không có. Bây giờ ông tổng thống Mỹ ông quên trước quên sau sao nói chuyện được. Nó là cũng khổ lắm. Nó là cũng khổ lắm. Bây giờ ví dụ mà tổng thống Pháp thì không có đủ tầm cỡ. Không có đủ mạnh, không có đủ sức mạnh để làm áp lực đến Putin. Mà đúng ra là bác Joe là đủ mạnh đó. Về cái khả năng kinh tế, quân sự. Nhưng mà ngược lại thì sức khỏe của bác vô như vậy thì sao được. Nên rất là khổ của chú và anh chị em, khổ vô cùng tận. Nên là chúng ta sẽ không có cái cuộc nói chuyện để hạ nhiệt giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Nga trong thời gian gần đây. Trong tương lai thì có thể, nhưng hiện bây giờ thì hai bên vẫn chưa có một cái ngày nào chính thức để mà có thể nói chuyện cả. Ngoài ra thì vấn đề hiệp định hòa bình sắp tới sẽ tổ chức với một cái quy mô cực kỳ là lớn và sẽ có sự tham dự của Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, nhiều quốc gia khác. Đợt này làm cái quy mô toàn cầu, tất cả những quốc gia đều sẽ được có mời. Và đặc biệt là để cho cái tiếng nói hai bên tranh cãi, tranh luận được lắng nghe cả hai bên. Nó sẽ diễn biến ra vào tháng 9, nhưng mà chưa chọn ra được quốc gia chính thức. Hiện bây giờ Ukraine muốn tổ chức vào tháng 9, nhưng chưa chọn ra được quốc gia chính thức để làm trung gian. Đầu tiên nhất thì Thổ Nhĩ Kỳ muốn trở thành quốc gia trung gian để làm điều này, nhưng mà cả Nga và Ukraine vẫn không đồng ý. Gần đây nhất thì người ta nghĩ vậy thì chọn Hungary, bởi vì gần đây nhất thì ông Viktor Orbán ông đã đi đến Kiev
Moscow và Peking. Và cuối cùng ông còn gặp cựu tổng thống Trump, thì chọn Hungary làm một cái quốc gia trung gian. Nga cũng không lên tiếng phản bác nhưng Ukraine đã từ chối. Nên hiện bây giờ vẫn chưa rõ là cái vào tháng 9 này quốc gia nào sẽ gánh vác một cái vai trò đứng ra làm trung gian độc lập để có thể tổ chức một cái buổi họp hiệp định lớn nhất chưa bao giờ có cho cái sự hiện diện của tất cả những quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia thân Nga và có Nga sự hiện diện. Nên đây là một cái hiệp định nó có một quy mô lớn, cũng có thể tổ chức ở tại Trung Quốc, chưa rõ. Tùy theo cái bối cảnh giữa Trung Quốc và Ukraine có thỏa thuận với nhau được hay không. Đó là hiện bây giờ vẫn chưa nắm rõ được là tổ chức ở đâu vào tháng 9 này. Nhưng đây là một cái đề tài là người ta đang rất là chú tâm. Việt Nam mình muốn lắm, tại vì mình mỗi lần tổ chức vậy là mình có tiền, quan chức máy bay rồi biết bao nhiêu người đến. Nhưng mà đâu phải nước nào cũng được đủ tư cách để tổ chức vì phải bảo vệ trật tự an ninh cho những nhà lãnh tụ. Đợt trước bảo vệ cho Putin không mà mình cũng đã đủ mệt rồi. Huống chi mấy trăm nhà lãnh tụ trên thế giới họ đến. Nên là cái quốc gia đó phải đủ khả năng và tầm cỡ để mà bảo vệ cái điều đó. Nó không phải là quốc gia nào cũng được, các quý vị. Muốn cũng không được. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề hiệp định hòa bình mà Nguyên cũng cần thiết cập nhật cho các quý vị, và chúng ta sẽ theo dõi vào tháng 9 cho nó diễn biến như thế nào. Hay là cái buổi họp này nó có thực thi được hay không nếu không có quốc gia trung gian. Vì bắt buộc phải có một cái quốc gia trung gian mà Nga và Ukraine phải đồng ý thống nhất. Và bây giờ thì cho Nguyên mạn phép ngừng chương trình này ở đây. Bye bye các quý vị. Sắp đó nhiều năm trước, vinh cựu vinh danh nhạc lẫn thơ, hãy kể tôi nghe những chiến công địa danh hiển hách của non sông, từng ghi chứng kiến bao thành tích, trông bước xâm lăng lũ dở hồng. Hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe. Để được tri ân tưởng tiếc về, hãy kể tôi nghe và cưỡi dây lửa hồn quê âm thì cháy, hãy kể tôi nghe và kẻ kinh xa nặng thương thế, hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe, hãy kể tôi nghe, cùng nhạc cháu con những ước thề, hãy kể tôi nghe, đừng quên xương máu tiền nhân đã. Bất khuất bao đời dốc chiến tranh, hãy kể tôi nghe.
kể tôi nghe tên mỗi người. Xa thân bảo vệ nước Nam tôi, mà khi nhắc đến còn run sợ. Bạo Chúa vô tâm khuấy góc trời. Hãy kể tôi nghe, kể hết ra bờ áo mẹ nuôi trái hiên nhà, nơi nào lưu vết thiên hùng sử, triệu đấng anh tài vị quốc gia. Hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe, hãy kể tôi nghe, để được tri ân tượng tiếc về. Hãy kể tôi nghe và khơi dây lửa hồn quê âm thì cháy. Vạn kẻ kính xa nặng ước thề. Hãy kể tôi nghe, hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe, hãy kể tôi nghe, cùng nhạc cháu con những ước thề. Hãy kể tôi nghe, đừng quên xương máu tiền nhân đã. Hãy kể tôi nghe, bất khuất bao đời dốc chiến tranh. Hãy kể tôi nghe, hãy kể tôi nghe.